Và đây hai em cờ rào hơi tối một tí các bác nhá. Đấy, hai em cờ rào. Vâng, alo chú ạ. Có gì kỳ rồi. Bác này là bác cái oan gia, anh nhận oan gia không? Oan gia rồi. Mất tiền oan đấy. Và đây là con súp phải nhét mãi thì mới vào được các bác nhá. 78 818 STX 818. Đây bác 15 triệu nhá. À, bác tài xế oan gia. Nó xước ra của anh vất trên xe nó không xước. Trên xe. Trên xe chặt rồi. Cảm ơn nhá. Cảm ơn bác nhá. Bác là oan gia. Chào anh em nhá. Anh em về nhá. Có gì vào em đưa anh xuống. Vâng, ok anh. Chào tất cả bác trở lại với kênh Cao Dream em Hoàng Mai. Tiếp tục là anh em Hưng Yên ủng hộ em Cao. Cấu hình gồm một súp và một Crown Vtech 6000 các bác nhá. Để lấy DNP đánh súp các bác nhá. Đó là bạn Sơn tại Hưng Yên. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và một tay mic Sennheiser. Thì sau clip này các bác sẽ xem tay mic Sennheiser test của bạn Sơn. FK100 đầu 945 nguyên xốp sách các bác nhá. Còn hai sản phẩm này là hai sản phẩm bạn quyết định về sau này. Ok, xin chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác. Xin cảm ơn anh em Hưng Yên rất là nhiều. Anh em quan tâm tới dòng Vtech, em Cao đang có giá rất tốt tại cửa hàng các bác nhá. Ok. Thank you.
cái điều rất nghịch cảnh là bác lái xe này này, bác lái xe, anh lên anh lái xe và anh cũng lại thích, anh lại mua thêm cục nữa ủng hộ em Cao các bác nhá. Thôi clip nhanh thôi thì toàn là bất ngờ cả các bác nhá. Đó. Anh là bị oan gia đúng không? Hoan ra rồi. À bác thấy nè, thì bác ủng hộ em Cao một cục thêm một cục nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều và sẽ tiến anh em ra xe. Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Duy Hoàng Mai. Tiếp đó là anh em tại Hưng Yên lên sở hữu mic Sennheiser G4 EVK100 đầu 945, một trong những phân khúc gọi là quốc dân các bác nhá. Cực phê luôn. Và các bác đừng bao giờ nghĩ là đổi tại là mic xịn H02 mà vấn đề chúng ta có đầu tư hay không. Chứ còn cực chất và một cái tia chất âm mà người Đức đưa ra thì chúng ta không phải nghĩ rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn em Sơn tại Hưng Yên đã qua thẩm âm và ủng hộ Cao JBL Hoàng Mai một con mic nguyên hộp các bác nhá. Sennheiser em Cao đang có giá rất tốt dành cho tất cả anh em. Đây là một cái dòng phải nói rằng quốc dân, một cái mức tiền khá là vừa phải nhưng mà được một cái chất âm cực phê pha. Receiver các bác hãy nhìn nó và mới cứng cưng cưng nhá, cho nên chúng ta cũng không cần quay nhiều và nó rất phổ biến trên kênh Cao JBL. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều và mỗi lần mic đi thì xin mời tất cả các bác cùng đeo tai nghe nghe em Cao hát một đoạn nhá, để các bác thẩm âm Sennheiser G4 EVK100 đầu 945. Xin mời tất cả các bác. Xin một like các bác nhé. Các bác nhớ là hãy
đăng ký ở kênh Cao GBL Hoàng Mai và cho em Cao xin một like. Xin cảm ơn tất cả.